Nhạn Viên, em nghe anh nói hôm nay anh thực sự... Em nghe anh nói có được không? Nhạn Viên, em để anh nói hết đã, rồi sau đó hẳn quyết định có tha thứ cho anh hay không. Em không thể phá hành tử tội ngay được. Em không muốn nghe anh nói, anh đừng nói chuyện với em. Không phải, em nghe anh nói đã. Mong trời cao chứng giám, lòng thành của con khiến sắt đá cũng phải nở hoa. Ban phước cho con, 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 ban phước cho con. Sự trong sạch của con. Chuẩn bị, bắt đầu. Nhạn Viên, cô xem đi, gì vậy? Sao bỗng nhiên lại biến thành như vậy? Chuyện gì vậy? Không phải là đang xem phim sao? Chuyện gì vậy? Sao lại cho tôi xem camera giám sát? Cố lên. Đoạn kiếm làm gì vậy hả? Cậu không mau tắt đi. Nhạn Nhiên, Nhạn Nhiên, cứu tôi. Anh biết là em giận anh, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Mọi chuyện thực ra là như thế này. Bạch Linh Lung đến tìm anh, sau đó anh rời đi, giữa anh và cô ta hoàn toàn trong sạch. Tạ, Tạ Tổng, tôi nghe anh nói cô ta đến tìm anh. Lúc đó cô ta uống say, sau đó ngủ trong nhà anh. Nhưng quan trọng nhất là trước đó anh đã rời đi rồi. Anh đến văn phòng, trong camera giám sát có bằng chứng. Trước giờ anh không ngờ rằng lại có một ngày anh phải dùng camera giám sát để chứng minh bản thân. Có những lúc thực sự không cần công nghệ hiện đại, nhưng để chứng minh mọi chuyện anh phải nâng cấp trang thiết bị của khách sạn. Tạ Tổng có phải bị điên rồi không? Đúng là điên rồi. Mia, tôi sẽ tăng lương cho cô. Cảm ơn Tạ Tổng. Nhạn Nhiên nghe anh nói, dù bầu trời có sập xuống hay là biển khô cạn, bất kể chuyện gì, bất kể điều gì, cũng không thể nghe anh trao tình cảm chân thành. Sao em không dám nhìn thẳng vào con người thật của anh mà nói? Chắc chắn anh làm chuyện gì đó có lỗi với người ta rồi, vậy nên mới lấy cô ta ra làm thiết bị truyền tin. Tạ Phạn Vũ, anh chắc chắn là đã làm chuyện gì đó đáng xấu hổ rồi đúng không? Anh chưa từng nghĩ rào cản giữa hai chúng ta lại là sự hiểu lầm này. Phản ứng của em khiến cho anh cảm thấy vô cùng tồi tệ, vô cùng hổ thẹn. Nhưng cách em phản ứng như vậy nói cho anh một điều: anh rất quan trọng đối với em. Bất kể thế nào cũng là lỗi của anh. Anh xin hứa từ nay về sau, anh sẽ luôn cẩn thận, nhất định sẽ không để cho em phải chịu ấm ức nữa. Không phải, Tạ Tổng à, có hơi quá rồi. Anh Đoạn Kiếm, anh còn có gì gì làm mà đứng dậy? Không phải, đây... Nhạn Nhiên, sao cô còn chưa nhận ra hả? Những lời anh ta nói là nói cho cô nghe đấy. Đúng vậy, nói cho cô nghe đấy. Nhạn Nhiên, cô còn không nghe mọi người đang nói à? Đoạn Kiếm, tôi nói thêm một câu nữa thôi. Nhạn Nhiên, anh xin em hãy tha thứ cho anh. Sau này anh sẽ không để cho em chịu ấm ức nữa đâu. Hôn đi, hôn đi. Người ta xấu hổ kìa. Hôn đi, hôn đi. Nhạn Nhiên, em tha thứ cho anh rồi phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Em nói với anh biết, đừng có mà nói chuyện với em. Em tha thứ cho anh rồi phải không? Tha thứ cho tôi rồi hả? Tha thứ rồi phải không? Tha thứ rồi, tha thứ rồi, tăng lương. Nhạn Nhiên, mau lên, đuổi theo đi. Tạ Tổng, cậu cần gì phải nhiều lời chứ? Có tiền là được rồi, mau đi thôi. Đúng là điên rồi. Em bảo rồi, em không muốn nói chuyện với anh.
Bạch, nếu cô muốn tìm người tưởng tứ nụ cười của cô, vậy thì cô có thể tìm một người khác. Tôi còn có việc, đi trước đây. Đừng vội thế chứ. Lúc này nên tận hưởng mới đúng chứ nhỉ. Không phải cô vừa được người ta công khai thổ lộ tình cảm sao? Giờ trong lòng cô chắc chắn đang thấy rất vui, rất ngọt ngào. Muốn tìm một nơi chỉ có một mình để thể hiện sự vui vẻ trong lòng, nằm ôm gối lan lộn qua lại vài vòng nhỉ. Giống hệt năm đó khi anh ấy và tôi còn ở bên nhau. Anh ấy cực kỳ kiêu ngạo, hoàn toàn không có hứng thú với bất kỳ cô gái nào. Vậy nên khi anh ấy tỏ tình với tôi cũng thấy phấn khích lắm. Nhưng bất chấp mọi thứ, để tỏ tình trước mặt bao nhiêu người, giống như ngày hôm nay, anh ấy lại chưa từng làm với tôi. Cô Bạch, tôi không quan tâm chuyện trước kia của hai người. Nhưng bây giờ dù anh ấy có làm bất cứ chuyện gì thì cô cũng không có quyền quản lý nữa, phải không? Đương nhiên là tôi không chen vào được. Cô và anh ấy không phải là người cùng thế giới. Cô nên bỏ cuộc đi. Cô nói cái gì? Tôi nói cô bỏ cuộc đi. Cô thừa nhận rồi. Vì để anh ấy quay lại với cô nên hết lần này đến lần khác cô nhắm vào tôi. Nếu cô đã biết như vậy thì tại sao vẫn bám lấy anh ấy? Cô Bạch, tôi thừa nhận rất nhiều mặt cô giỏi hơn tôi, xuất sắc hơn tôi. Nhưng tôi cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Tôi chỉ nói những lời thật lòng thôi. Ban đầu tôi cũng định giữ thể diện cho cô, nhưng cô vẫn bám lấy anh ấy đến tận hôm nay. Sớm muộn gì Tạ Phạn Vũ cũng là về tay tôi thôi. Cô đừng có phí công nữa. Nếu cô thật sự có lòng tin như vậy thì bây giờ cô đã không nói ra những lời này. Nếu anh ấy thật sự nói yêu cô, cũng nhớ đến cô, cô không phải hao tâm tổn trí sắp đặt những chuyện này. Thực ra ngay từ lần đầu gặp Tạ Phạn Vũ, tôi đã biết anh ta là người của tôi. Anh ấy không giỏi thể hiện. Dù anh ấy có thích ai thì cũng sẽ tìm một gì thích hợp rồi mới nói ra. Vậy nên tôi đã sử dụng vài phương pháp khiến anh ấy phải tỏ tình với tôi. Ngay cả tôi cũng phải tốn nhiều công sức. Một kẻ hoàn toàn không có ưu điểm như cô mà lại có thể khiến anh ấy làm chuyện điên rồ như vậy sao? Có quỷ mới tin. Nói đi, rốt cuộc cô đã dùng bao nhiêu thủ đoạn mới khiến anh ấy làm như vậy với cô? Loại người như cô tôi đã gặp nhiều rồi, ham trèo cao phát điên rồi phải không? Bạch Linh luôn, cô đừng lấy bụng tiểu nhân ra đo lường quân tử. Ngày trước tôi còn thấy cô cao quý, bây giờ cô lại nông cạn vậy sao? Trong đầu cô nghĩ toàn những chuyện gì vậy? Cô tưởng cô đang sống ở thời cổ đại hả? Ngày nào cũng diễn kịch cung đấu. Cô tưởng trong đầu phụ nữ bây giờ chỉ toàn là đàn ông thôi sao? Cô học đến mức quay về thời tiền sử luôn hả? Nhạc Nhiên, tôi đang cho cô bậc thang để đi xuống. Tôi chẳng có bậc thang nào hết, còn cô đang đứng trên nắp cống, không thể chui lên cũng chẳng chui xuống nổi. Thứ không phải của cô thì tốt nhất là cô nên sớm từ bỏ. Ngại quá, tôi thực sự không bỏ được. Được, giờ tôi đang cho cô cơ hội, nhưng cô không cần phải không? Cảm ơn cô cho tôi cơ hội, nhưng cô nên giữ lại mua vé số đi. Chỉ vì một kẻ mà khiến cho cả khách sạn sụp đổ, đừng có trách tôi không nhắc nhở cô. Chúng ta nói chuyện tình cảm thì nói về tình cảm thôi. Cô đừng có lôi mấy chuyện khiến cả khách sạn sụp đổ vào đây. Cô xem đi, đây là thỏa thuận của tôi với lại chủ tịch của các người. Trong ngày mai cô phải rời khỏi Tạ Phạn Vũ, rời khỏi khách sạn này. Đừng để anh ấy tìm thấy cô. Tôi sẽ cho khách sạn này một con đường sống. Mỗi người chúng tôi đều coi khách sạn này như nhà của mình vậy.
Sao cô lại có thể vì lợi ích bản thân mà lại ra tay độc ác như vậy với khách sạn? Tôi là một người làm ăn, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi làm chuyện như thế này. Dù sao tôi cũng chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi tài phản vũ thôi. Còn người khác sẽ mất thứ gì, tôi không quản nổi. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Cô muốn có tài phản vũ? Được thôi, vậy tôi sẽ rút hết tiền đầu tư về. Không nhiều, 200 triệu. Khách sạn phải đóng cửa trong một tuần. Tất cả mọi người ai đến từ đâu thì về đó. Tạ Phạn Vũ và bố của anh ấy sẽ nợ một khoản tiền lớn đến mức không trả nổi. Tất cả mọi người cũng sẽ hận anh ấy. Nếu cô thực sự cho rằng có năng lực có thể giải quyết chuyện này, vậy thì Tạ Phạn Vũ tôi nhường cho cô đó. Cho dù tôi có làm theo lời cô nói, Tạ Phạn Vũ cũng sẽ không quay về với cô đâu. Thứ mà tôi không có được, ai cũng đừng có được. Tạ Tổng tìm cô đấy, mau mau quay về show ân ái của chúng tôi ghen tị đi. Cô không xảy ra chuyện gì đó chứ? Ở đây có một người đang ngồi ngóng hai người đấy. Ngạc nhiên, mày hy sinh bản thân là vì những người yêu khách sạn này. Sử sách sẽ ghi công mày. Ký túc xá nhân viên. Ký túc xá. Đi vào xem. Nhạc Nhiên, cô lại bị sa thải rồi à? Nhạc Nhiên cũng không ở ký túc xá. Tạ Tổng, đây là bàn của Nhạc Nhiên. Sao chẳng có cái gì nữa rồi? Đừng xin từ chức. Tạ Tổng, nhanh lên, đi thôi. Tạm biệt mọi người nhé. Sao lại không chịu nghe máy chứ?
Tôi thấy hay là đừng tìm nữa. Cô ấy không từ mà biệt, nhất định là không muốn cho chúng ta đi tìm nữa. Vậy nên cô ấy không về nhà, cũng không liên lạc với bất kỳ ai mà chúng ta quen biết. Thỏ son của tôi và một chiếc tất của tôi sang đều mất rồi. Trợ lý Mia, cô có nghĩ Nhật Nhiên có phải vì chuyện này mà sợ tội bỏ trốn không? Mọi người cảm thấy chuyện này rất kỳ quái không? Sao Nhật Nhiên lại phải bỏ đi chứ? Lúc trước đánh nhau dở đầu, cô ấy cũng nhất quyết phải ở lại mà. Sao giờ lại tự dưng đi rồi? Tôi nghĩ chuyện này có lý do đặc biệt, cô ấy nhất định sẽ không từ chức đâu. Anh đừng đi vòng vòng nữa. Vậy chắc chắn là cô ấy bị tổn thương rồi. Nhưng mà Tạ Tổng cũng xin lỗi và làm lành rồi mà. Đúng không, tên cầm bả? Vậy thì chỉ có một khả năng thôi. Lần trước Nhạn Nhiên có nói với tôi, bạn trai của bạn cô ấy tầm tèm với bạn gái cũ. Tôi biết ngay, chuyện này chắc chắn không phải là bạn của cô ấy. Tạ Tổng, bạn gái cũ của bạn trai hả? Sao mà em biết được cô ấy đi đâu? Cô đã làm gì tốt nhất là nên nói với tôi luôn đi. Đừng để tôi tự phát hiện ra. Không thì cô cũng không có cơ hội nào nữa đâu. Phan Vũ, có phải là anh bị cô ta bỏ bùn mê túi lúa gì rồi không? Rõ ràng cô ta muốn để anh hiểu lầm em. Anh còn không nhìn ra sao? Ai cũng biết hai người làm lành rồi. Em đã tủi thân lắm rồi. Cô ta còn thấy chưa đủ sao? Cô ấy không phải là loại người như vậy. Tôi nhất định sẽ tìm thấy cô ấy. Đồng chí cảnh sát, xin hãy nhất định tìm thấy cô ấy. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Sao rồi? Tạ Tổng, anh đừng lo lắng quá. Nếu đã báo cảnh sát rồi, có lẽ sẽ tìm thấy nhanh thôi. Nếu muốn ở lại, cô phải cắt đứt hết mọi tạp niệm hồng trần, chuyên tâm tu hành. Sư phụ, tôi đến nơi này là muốn tìm một nơi thanh tịnh. Nhất định sẽ nghiêm túc tuân theo lời dạy, không có chút tạm niệm nào. Trẻ nhỏ dễ dạy. Cảm ơn sư phụ. Khách khiếu này cô, còn muốn khiếu này khách sạn. Ông Lý lần đầu đến khách sạn của chúng ta, chi tiêu của ông ấy đã vượt qua mức tiêu chuẩn. Hơn nữa hành vi của ông ấy rất khả nghi. Tôi lo ông ấy sẽ quỵt tiền. Chỉ vì đây là lần đầu tiên ở khách sạn chi tiêu một số tiền lớn mà cô cho rằng vượt quá mức tiêu chuẩn nên cô nghi ngờ khách sao? Cô dựa vào đâu có tư cách gì? Người ta chi tiêu thế nào, vi phạm điều nào sao? Còn những nghi ngờ đó, cô có chứng cứ xác thực nào không? Chỉ vì hành động tùy ý của cô đã khiến khách cảm thấy không thoải mái. Kiến thức quản lý khách sạn của cô học ở đâu vậy? Đây là vị khách đã quỵt tiền ở khách sạn Mạng Dung Trang. Vị khách quỵt tiền ở khách sạn Lê Tinh 2 tháng trước cũng là người này. Cô có thấy giống ông Lý không? Tạ Tổng, đây là nhân viên giỏi nhất của anh đấy. Cả cấp trên còn nghi ngờ khách hàng. Tôi đã nghe nói rồi. Từ góc độ khách quan mà nói, đúng là cô ấy vì bảo vệ lợi ích của khách sạn mới đưa ra một vài biện pháp không thỏa đáng. Hơn nữa gần đây đang diễn ra lễ hội xuống nước nóng, cũng đang cần người. Tôi có thể cho cô ấy thêm một cơ hội nữa. Không được, khách hàng đã đưa ra khiếu nại nghiêm khắc nhất, nên dài dài nhất định phải rời đi. Đi Bạch Linh Lung, cô tưởng đuổi được Nhạn Nhiên đi thì mình sẽ là bà chủ à? Tất nhiên quyết định của tôi đều dựa trên quy định của khách sạn, không có nửa điều bất công. Tạ Tổng, đây là khách sạn, không phải là nơi để anh giải quyết chuyện gia đình. Tôi có thể đi, nhưng Nhạn Nhiên bị đuổi đi rất oan uổng. Cô Bạch, cô đúng là tổng giám đốc danh dự của khách sạn, nhưng tất cả nghiệp vụ của khách sạn đều vẫn do tôi phụ trách. Ý của anh là anh sẽ vì người này mà làm trái quy định? Anh là người xem trọng quy định nhất. Tôi phá bỏ quy định đấy, đến điều kiện thấp nhất cũng không giữ được, còn cần quy định làm gì? Đã tìm thấy Nhạn Nhiên rồi. Dai Dai, cuối cùng đã tìm thấy rồi. Quá tốt rồi. Đi, cô ấy hôn tôi đấy. Tôi kết hôn nhất định sẽ mời cậu đến nhé. Cô đừng có tới.
Tạ. Tĩnh tâm tu chí. Nội tâm bình tĩnh. 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 Mau đi xem đi. Dương sư phụ. Nhạn Nhiên, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi. Nhạn Nhiên, tĩnh tâm tu chí. Em biết anh đã vất vả thế nào để tìm em không? Sao anh tìm được em vậy? Anh đã đến tất cả những nơi trong hồi ức của chúng ta. Anh đã hỏi tất cả những người có thể biết hành tung của em. Anh đã một đêm không chợp mắt đến từ nhà tìm em, sợ rằng để sót bất kỳ ngóc ngách nào. Nhưng cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Alo, đồng chí cảnh sát. Tôi muốn hỏi địa chỉ cụ thể của Nhạn Nhiên là ở đâu. Được, tôi biết rồi. Bạn đã rời khỏi điểm đến. Bạn đã rời khỏi điểm đến. Thông tin tuyển dụng, đãi ngộ tốt, tìm cần người, bạn cần tiền, có hứng thú xin liên hệ. Gần vậy sao? Không ngờ, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Rốt cuộc em muốn giơ trò trốn tìm với anh bao lâu nữa? Em xin lỗi, em khiến anh chịu khổ rồi. Không sao, chỉ cần tìm được em, tất cả đều xứng đáng. Không được, anh không thể tìm thấy em. Anh về đi, anh không thể tìm thấy em. Tại sao vậy? Lẽ nào em muốn mặc bộ quần áo này ở đây tu hành, quên đi mọi thứ trước đây của chúng ta sao? Không phải vậy. Em chỉ là... Anh biết anh có lỗi với em. Em không biết dùng phương thức nào để trừng phạt bản thân. Nhạc Nhiên, đến giờ làm việc rồi. Dân sư phụ. Qua đi, qua đi. Đến đi, anh cùng đi. Sao em lại ở đây? Giúp việc bếp núc. Xin chào quý khách, xin xuất trình hóa đơn khách sạn. Được rồi, cảm ơn anh. Xin chào quý khách, xin xuất trình hóa đơn khách sạn. Xin chào quý khách, xin xuất trình hóa đơn khách sạn. Tôi không có. Có hóa đơn khách sạn sẽ được đi xe miễn phí. Nếu như không có, tôi phải thu cô thêm 20 tệ. Nhưng tôi không có mang theo tiền mặt. Không sao, tôi có thể quét mã QR. Có thể quét mã QR à, để tôi xem. Anh trai, xin hỏi có thể ghi nợ không? Nhạc Nhiên ơi, Nhạc Nhiên, khi nào mày mới rút ra được bài học đây? Không thể mua sim điện thoại mới rồi mới giết cái cũ đều được sao? Làm theo cảm xúc vậy làm gì? Bây giờ mày nên làm thế nào đây? Mày nói đi. Dù thế nào cũng phải tìm một công việc trước rồi mới từ chức chứ. Thông báo tuyển dụng, đãi ngộ tốt.
Tiệm cần người, bạn cần tiền, có hứng thú xin liên hệ. Chỗ này cách khách sạn cũng khá gần thì phải. Nhưng cũng không sao. Chẳng phải có câu nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao? Mày có thể dừng chân ở đây trước, sau đó sẽ tính chuyện lâu dài. Đúng là thất sách. Không ngờ anh tìm thấy nhanh như vậy. Ông chủ tôi nhận em đã nhập số chứng minh nhân dân của em, cho nên cảnh sát nhanh chóng đã tìm thấy. Đúng rồi, em đã viết rất rõ ràng trong thư. Anh không nên tìm em nữa. Em cảm thấy có thể sao? Anh cũng tìm thấy em rồi. Em quay về cùng anh đi. Anh biết là anh không bảo vệ tốt cho em, đã khiến em chịu oan ức. Em không quay về với anh. Anh không hiểu sao? Nếu như là vì Bạch Linh Lung, anh lập tức khiến cô ấy rời đi. Anh không thể. Em rời đi không liên quan gì đến Bạch Linh Lung. Là vì em không muốn nhìn thấy anh nữa. Em nói cái gì? Em vào khách sạn là muốn trở thành một chìa khóa vàng. Nhưng sự xuất hiện của anh đã làm đảo lộn tất cả kế hoạch của em. Cho dù là chúng ta đã từng có rất nhiều hồi ức, vui vẻ hạnh phúc, nhưng những điều ấy chỉ là một vài tình cảm vô gì đối với em bây giờ thôi. Điều này khác hoàn toàn với những gì em muốn ban đầu. Em chỉ tức giận nên nói thế thôi đúng không? Không có. Mỗi lời em nói đều là những lời thật lòng. Ta phản vũ anh đi đi. Hai chúng ta không nên có bất kỳ quan hệ nào nữa. Em muốn làm chính mình. Cuối cùng anh cũng đã quay về rồi. Anh vẫn nên dừng lại đi. Anh sẽ không thể nào đến với cô ta. Vậy khi nào cô mới có thể dừng lại? Tôi và cô là chuyện không thể nào. Nói như vậy, anh vẫn là sẽ đi tìm cô ta. Đúng vậy. Đến khi nào cô ấy hồi tâm chuyển ý tôi mới thôi. Cô ta sẽ không quay về nữa đâu. Quả nhiên cô ấy rời đi là vì cô. Rốt cuộc là cô đã nói gì với cô ấy? Em chỉ nói với cô ấy, nếu như cô ta tiếp tục cuốn lấy anh thì em sẽ rút vốn đầu tư. Trên bàn của anh có một bản thỏa thuận mà năm đó bố anh đã ký với em. Sau khi anh xem nó sẽ biết kết quả thôi. Bạch Linh Lung, bây giờ anh thích cô ta không có nghĩa sau này anh sẽ vẫn thích cô ta. Ai có thể đảm bảo hai người ở bên nhau cả đời được? Anh rời đi cô ta vẫn có thể tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng khách sạn này rời đi em thì sẽ không trụ được bao lâu. Nhạc Nhiên, em định đi đâu? Em Nhạc Nhiên, em chị từ từ thôi. Từ từ thôi. Anh buông tay đi. Em không đáng để anh làm vậy đâu. Có gì thì em xuống đây rồi nói. Tạ Phạn Vũ, đôi mắt của anh chỉ có khách sạn, có nhiều người hơn nữa. Anh không nhất thiết phải vì em mà làm như vậy đâu. Khoảng cách giữa hai chúng ta cũng giống như con dốc này, anh vĩnh viễn không vượt qua được. Nhạc Nhiên, Nhạc Nhiên, Nhạc Nhiên,
Ngạc nhiên. Tạ Phạn Vũ. Em thấy rồi đấy, con dốc này cũng đâu quá dài. Chúc mừng đã nhận phòng. Cảm ơn. Cô làm gì ở đây? Mong cô mở to đôi mắt, dùng hết 8 lớp phấn mắt và gán mi giả cao quý của cô mà nhìn cho rõ. Tôi đang làm gì? Không phải cô đã bị sa thải rồi sao? Tại sao còn lì lợm ở đây? Hình như tại tổng nói không để tôi đi. Hình như anh ấy còn nói anh ấy là tổng giám đốc. Tổng giám đốc danh dự cũng phải nghe anh ấy. Đồ mặt gì? Vậy sao? Tôi so với cô còn kém xa lắm. Dù sao tôi chỉ dùng một lớp phấn trang điểm. Sớm muộn tôi cũng sẽ khiến cô phải đi. Đúng là tự rước nhục vào thân. Cô Bạch, tôi đâu phải là Nhạc Nhiên. Con người tôi lòng dạ cứng rắn, lại biết lấy lòng. Một nơi tốt như này tôi không ở lại. Lương Anh không sao chứ? Đừng lo, không sao. Nhạc Nhiên. Nhạc Nhiên. Gia Gia, nhớ cô quá đi. Tạ tổng anh sao thế? Thấy không được khỏe sao? Không sao. Sao cô lại quay về rồi? Cô dám quay trở lại sao? Đúng thế. Cô ấy đã trở về. Cô Bạch. Cô Bạch. Không thấy ông Lý đâu. Sao lại không nghe điện thoại? Thế nào rồi? Xong rồi. Ông ấy không nghe điện thoại của tôi. Cô Bạch, cô xem chuyện này nên xử lý thế nào? Anh đúng là kẻ hay mặt. Lúc đầu người ngăn cản tôi trong trường ông ấy cũng chính là anh. Bây giờ người đứng ra nói mát cũng là anh. Ninh Dài Dài, sao cô có thể nói như vậy được? Lục Hạo, không phải gió chiều nào anh cũng có thể tiêu diệt ấy được. Nếu ông ấy có hành vi quỵt nợ bỏ trốn với số tiền cực lớn, không ai trong các cô có thể thoát khỏi trách nhiệm đâu. Chỉ cần ông ấy chưa rời khỏi đây thì không được xem như thế. Nếu đã rời khỏi đây rồi thì sao? Nếu thật sự không tìm thấy ông Lý, tôi sẽ chủ động từ chức. Không ai phải rời đi hết. Đưa người đó vào đi. Ông Lý. Chuyện gì thế này? Sao ai cũng ở trong phòng tôi thế này? Tôi mắc chứng mộng du rất nghiêm trọng. Quần tâm mắt cũng vì thế mà có. Đúng là mất mặt. Là bị các người cho rằng là tên cục nợ. Cô nói xem. Tôi nói cho cô biết. Bây giờ tôi sẽ ném tiền ngay trước mặt các người. Không phải đâu ông Lý. Tôi xem cô nói thế nào. Tôi không đem theo tiền mặt quẹt thẻ. Không dụ đâu ông Lý. Ông có thể thanh toán khi trả phòng. Vậy không được. Tôi phải quẹt thẻ ngay hôm nay. Hôm nay nếu như cô không quẹt thẻ tôi sẽ khiếu nại cô. Ông Lý, rất xin lỗi vì hành động của chúng tôi xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân của ông. Chúng tôi bày tỏ xin lỗi sâu sắc đến ông. Xin lỗi có tác dụng gì không? Bồi thường cho tôi đi, nâng cấp phòng tôi lên, giảm giá tất cả các phí dịch vụ theo chế độ VIP. Còn nữa, bảo Ninh Gia Gia gì đó đến xin lỗi tôi. Ông Lý, khách sạn chúng tôi đang diễn ra lễ hội xuống nước nóng, tất cả phòng đều kín hết rồi. Tôi không muốn nghe. Ý tôi là muốn xin ý kiến của ông, nâng cấp phòng của ông thành biệt thự.
Cái đó cũng còn được. Rất cảm ơn ông đã chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Sau đó chúng tôi sẽ bảo đồng nghiệp đích thân đến xin lỗi ông. Cái đó thì không cần đâu. Bây giờ muộn rồi, tôi phải đi nghỉ ngơi. Chúc ông ngủ ngon. Cô tên là gì? Tôi là nhạc viên của bộ phận lễ tân. Cô nói phải giữ lời đấy nhé. Tôi có vấn đề gì sẽ tìm cô đấy. Vâng, không thành vấn đề. Rất hân hạnh được phục vụ ông. Được, ngủ ngon. Chúc ông Lý ngủ ngon. Anh thực sự làm điều đó gì của ta sao? Cô không cho tôi sự lựa chọn nào khác. Anh có thể đi theo em mà. Dưới tình hình hiện tại của khách sạn, cho dù em không rút đầu tư thì cũng gắng gượng được bao lâu nữa. Tại sao anh nhất thiết phải cứ chờ chết chứ? Với năng lực của anh, dù đến bất kỳ khách sạn nào cũng có thể có giá trị mà. Mất đi CID, tôi cũng không trách cô. Đầu tư cần có lý trí, rút đầu tư cũng là hợp tình hợp lý thôi. Chỉ là tôi sẽ không muốn dây dưa với cô bất cứ điều gì. Đúng thế. Những gì em lựa chọn đều xuất phát từ lý trí. Nhưng anh cũng lý trí lên có được không? Đi theo anh thì anh có được cuộc sống tốt hơn, có thể bước vào hàng ngũ quản lý khách sạn tốt nhất. Như vậy có gì là không tốt chứ? Đãi ngộ của cô dành cho tôi rất tốt. Chỉ có điều là tôi không cần. Em làm vậy cũng đều là vì tốt cho anh. Chẳng lẽ anh không nhìn ra sao? Anh ở bên cạnh nhạc nhiên thì không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Bây giờ anh bàn tay trắng có thể cho cô ta được cái gì chứ? Ước mơ của cô ta cũng không thể thực hiện được. Hai người ở bên nhau chỉ là gánh nặng cho nhau thôi. Đi theo em, em có thể cho anh mọi thứ. Nếu nhạc nhiên muốn có được chìa khóa vàng, em cũng có thể cho cô ta. Cảm ơn cô. Muộn rồi, cô cũng đi nghỉ ngơi sớm đi. Tôi tăng ca đã. Cháu biết cô chú chưa bao giờ thích cháu, nhưng đến lúc nguy cấp hai người lại tìm tới cháu. Cháu không hề bận tâm điều đó, vì trong lòng cháu vẫn luôn có Tạ Phạn Vũ. Chỉ cần là vì anh ấy, cháu đều sẵn lòng. Cho dù là cứu một khách sạn đã không còn hy vọng gì. Cô Bạch có gì cứ nói thẳng ra. Những điều có thể làm vì anh ấy, cháu đều đã làm. Nhưng anh ấy lại không nhận ra. Cháu cho rằng cháu không cần tiếp tục làm điều đó nữa. Cháu muốn rút đầu tư. Vậy tức là không còn gì để bàn thêm nữa. Cháu chỉ có một điều kiện duy nhất. Chủ tịch, chú không thể đồng ý với cô ta được. Nếu đã không còn gì để nói, được thôi. Chủ tịch, cô tôn trọng quyết định của cô. Sao thế cô Bạch? Không phải cô muốn rút vốn đầu tư sao? Tôi đồng ý rồi, có gì không thỏa đáng sao? Một khi rút vốn đầu tư, chú đã nghĩ kỹ hậu quả thế nào chưa? Cô yên tâm, tôi vẫn chưa già tới mức hồ đồ đâu. Chúng tôi đã có nhà đầu tư mới rồi. Đây là hợp đồng. Khách sạn sẽ không đóng cửa, không ai phải ra đi. Nơi này không có cô, vẫn sẽ hoạt động bình thường. Trước đây cô thuê Thôi Đại Nhẫn hãm hại Nhạc Nhiên, bôi nhọ khách sạn, lợi dụng Trần A Lai làm loạn cả khách sạn, mục đích là muốn khách sạn sụp đổ, sau đó mua lại với giá rẻ. Cô tưởng rằng mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của mình. Tôi cho cô biết kế hoạch rồi cũng bị phá dở. Tôi trở về cũng lâu rồi, tôi nhận thức rất rõ điều đó. Tạ Phạn Vũ, anh có ý gì? Ý tôi là tôi đã báo cảnh sát rồi, tất cả hãy giao cho cảnh sát giải quyết. Tạ Phạn Vũ, sao anh đối xử với em như vậy? Em vì anh gạt bỏ niềm kiêu hãnh trở về đây, giúp anh vượt dậy cả khách sạn. Em thật lòng yêu anh. Nhưng anh lại vì con bé Nhạc Nhiên đó mà đối xử với em như vậy. Là cô, tất cả tại cô mà ra. Cái tát này là vì cô đã chà đạp lên ước mơ của người khác, phá hỏng tâm huyết của người khác. Cái tát này là vì cô làm tổn thương tình cảm của người khác, không tôn trọng hai chữ chân tình.
Tà tổng, tuy cô Bạch đối xử với anh như vậy, nhưng đợi tới khi đêm khuya vắng người mới để cô ta ra đi. Anh vẫn suy nghĩ cho cô ta thật. Mia, cô nói xem mọi chuyện có phải là lỗi của tôi không? Anh có thể kiềm chế bản thân thích nhạc nghiêng không? Không thể. Vậy sao anh có thể ngăn cản cô Bạch thích anh được chứ? Cô ta chỉ cần một lý do để ra đi. Nhưng nếu như trong lòng anh vẫn không thể buông bỏ, vậy đó là lỗi của anh rồi. Mia, tôi giao cho cô một nhiệm vụ. Ngoài cô ra, không ai làm được chuyện đó. Anh định bảo tôi đi ghép tạng cho người khác sao? Không phải đi ghép, mà là phối hợp. Có những chuyện tôi không tiện nói ra. Tôi hy vọng có thể nhờ cô truyền đạt tới cô ấy. Nhạc nhiên, cô không sao chứ? Tôi... Nhạc nhiên, anh biết em không muốn nghe anh nói, nhưng anh chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ suy nghĩ của anh thôi. Người đó đã đi rồi, không còn ai làm phiền cuộc sống của chúng ta nữa. Nhạc nhiên, em có biết không? Em chính là thế giới của anh. Em không tha thứ cho anh, cả thế giới cũng không tha thứ cho anh. Cả thế giới không tha thứ cho anh, anh sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ. Lang thang đầu đường xó chợ thì anh sẽ chết rét. Cho nên nếu em không tha thứ cho anh, đồng nghĩa với việc bảo anh đi chết đi. Là anh không đúng, khiến em phải rơi nước mắt. Là anh vô tâm vô ý, khiến em tan nát cõi lòng. Bát nước đổ đi không lấy lại được, anh sẽ cho em một dòng sông mới. Gương đã dở, không cách nào lành lại, anh sẽ dành cho em một dần sáng mới. Lời xin lỗi chân thành nhất dành cho cô gái tốt bụng nhất là em. Nhạc nhiên, cuối cùng cô cũng đứng dậy rồi. Cô mà không đứng dậy, tôi sẽ chết trong lúc làm nhiệm vụ mất. Trợ lý Mia, tôi hiểu cô. Xin lỗi để cô phải chịu khổ rồi. Cô mau về nghỉ ngơi đi. Hay là hai người có gì từ từ nói. Tôi chưa nghe thấy gì hết. Nếu cô muốn nói cho mọi người biết cũng được. Tôi không có bí mật. Tạm biệt. Anh bỏ tay ra. Sao chuyện gì anh cũng nói với người khác được thế? Em chịu nói chuyện với anh rồi sao? Còn lâu. Đừng có mà đắc ý. Chúng ta quang minh chính đại. Chúng ta không có bí mật. Anh định bù đắp bằng biện pháp này sao? Nhạc nhiên, anh xin lỗi. Anh không đùa với em nữa. Sau này không còn ai có thể chia rẽ chúng ta nữa. Đây là thứ quý giá nhất của anh. Anh muốn tặng nó cho người anh trân trọng nhất. Anh hy vọng em có thể nhận nó. Có đem theo phiếu tha thứ không? Lần trước sau khi bị em xé, anh đã đi nhặt lại. Để đâu rồi? Ở đây. Anh sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào nữa. Giúp nó đi. Vì em tuyên bố nó có hiệu lực rồi. Cảm ơn. Anh... Không sao, anh tạm giữ nó hộ em. Đến lúc thích hợp thì đưa cho em. Hôm nay là lúc thích hợp nhất. Sai. Sau này mỗi ngày đều là lúc thích hợp. Em định sau này mỗi ngày đều sẽ ở bên anh sao? Em đâu có nói vậy. Anh không xứng. Làm gì thế? Bày tỏ tình yêu của anh. Không cần đâu. Vậy anh phải làm thế nào mới xứng đáng đây? Em nói đi, chuyện gì anh cũng đồng ý hết. Bí mật.
Anh đã nói gì sai sao? Không có. Vậy anh đã gây ra tội ác tài trời gì sao? Cũng không có. Thế em làm cái gì đây? Chuẩn bị cho mình như này, lại còn cả cái này nữa. Anh không biết đâu, lúc nhỏ em đã cùng bố bôn ba khắp nơi, rất mệt, nên vừa tới khách sạn, em liền tìm xe đẩy hành lý. Em vô cùng thích xe đẩy hành lý. Em rất ngưỡng mộ những thùng hành lý đó. Vậy em cũng đâu cần tìm một con dốc dài như vậy chứ. Rõ ràng em muốn lấy mạng anh mà. Anh không phải nói sau khi ở bên em, anh không còn sợ nữa sao? Anh đừng nói nhiều nữa, tranh thủ thời gian đi nào. Chỗ này vắng người, mau. Em muốn trải nghiệm cảm giác bay lượn trên mặt đất. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. 1, 2, 3, đi. Bám chặt đấy. Sở thích lạ thường này của em đúng là muốn lấy mạng anh mà. Anh có thể tránh khỏi con dốc, nhưng cả đời này anh và em sẽ luôn bên nhau. Ôi mẹ ơi, vui quá, vui quá đi. Cảm giác như được bay vậy. Em hỏi anh nhé, sao anh lại sợ chứng sườn dốc vậy? Là bởi vì Bạch Linh Lung. Ngày chia tay, anh vốn quyết định cầu hôn với cô ấy. Anh cùng cô ấy tới nơi cao nhất của khu trượt tuyết ở Thụy Sĩ. Khi anh lấy chiếc nhẫn ra, cô ấy nhận được một cuộc điện thoại bảo cô ấy đến ký thỏa thuận mua lại. Đó là dự án cô ấy đã theo cả năm trời. Cô ấy nhận được điện thoại, không nghĩ ngợi gì, liền quay người bước đi. Đứng trước sự nghiệp của cô ấy, mọi thứ đều phải nhường đường, bao gồm cả anh. Thực ra tình cảm của bọn anh vẫn chưa tới mức đó. Cầu hôn chỉ vì anh muốn chứng minh anh rất quan trọng với cô ấy. Không ngờ lại bị hạ gục ngay tại chỗ. Con tim anh như quá tro tàn, muốn từ từ trượt xuống. Nhưng anh đã bước hụt, cả người ngã nhào xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh như rơi xuống từ nơi thẳng đứng, như là nhảy lầu vậy. Anh không kiểm soát được mình, càng lúc càng nhanh, tốc độ quá nhanh. Anh chỉ biết nhắm mắt lại, chỉ chờ thân xác vỡ tan thành từng mảnh. Người ta thường nói, con người đứng trước cái chết đều sẽ hồi tưởng lại cuộc đời của mình. Nhưng trước mắt anh chỉ là một khoảng không trắng xóa. Anh tưởng rằng mình đã chết. Phải rất lâu sau, anh mới tỉnh lại. Khi anh dùng dậy để cố leo lên, anh phát hiện anh không thể cử động được. Cơ thể anh không chịu nổi nên ngất đi. Khi anh tỉnh lại lần nữa, anh đã nằm trong bệnh viện rồi. Bác sĩ nói hai chân anh bị thương, lại chịu giá rét quá lâu, sẽ phải cắt bỏ. Sau đó bố anh tìm được một tiến sĩ ngành y nổi tiếng nhất, mới có thể giữ lại được đôi chân của anh. Kể từ lúc đó, anh vô cùng sợ hãi những chỗ dốc. Anh tưởng rằng nỗi sợ hãi đó sẽ theo anh cả đời này. Cho đến khi em xuất hiện. Sau khi em xuất hiện, chỉ cần có em bên cạnh, anh có thể vượt qua được nỗi sợ, đi xuống con dốc. Ngạc nhiên, cảm ơn em đã xuất hiện. Em có một ý tưởng này. Là gì? Anh có muốn thử trải nghiệm cảm giác bay lượn trên mặt đất không? Được thôi, nào nào, ngồi đi. Anh tin tưởng em không? Anh tin em. Anh quay lại đây. Anh đã đưa em bay lượn trên không bao la, vậy thì em sẽ đưa anh du ngoạn biển lớn. Xuất phát nào. Con tàu của chúng ta đang vươn ra biển.
Bên trái có một chú cá heo đang theo sát chúng ta. Bên phải có một chú cá voi đang nổi trên mặt nước. Cẩn thận, phía trước có một con sóng lớn đang ào tới. Thế nào? Lại lần nữa. Được. Ngồi chắc nhé. Bộ phận buồng phòng. Tuyệt quá. Bộ phận ẩm thực. Bộ phận lễ tân. Tuyệt quá. Bảng điểm. Lễ hội suối nước nóng lần này đã thành công tốt đẹp. Mọi người đều có sự đóng góp trong đó. Tuy xảy ra vài sai sót nhỏ, nhưng có thể bỏ qua không tính. Xem như động viên mọi người, sau này hãy làm hoàn hảo hơn. Lần này bộ phận lễ tân đã thể hiện rất tốt, lại thêm ý kiến mới lạ của Nhạc Nhiên. Bộ phận lễ tân được cộng thêm 2 điểm. Cộng 2 điểm kìa. Tốt quá. Rất cảm ơn mọi người luôn học hỏi, luôn tự kiểm điểm và luôn tiến bộ. Tôi thay mặt khách sạn cảm ơn sự cố gắng của mọi người. Tạ Tổng, chúng tôi xin ghi nhận lời cảm ơn của anh. Hành động thực tế đi nào. Đúng đó, phải đó. Tháng này mọi người được cộng thêm 1.000 tiền thưởng. Đừng vui mừng quá sớm. Đừng quên là bên cạnh chúng ta vẫn còn một quả bom nổ chậm. Là gì thế? Người đánh giá giải vàng. Giải vàng cực kỳ quan trọng với chúng ta. Mỗi vị khách bên cạnh các bạn đều có khả năng là người đánh giá giải vàng. Cộng thêm lượng khách rất lớn trong lễ hội lần này, khiến cuộc điều tra lần này của chúng ta càng thêm khó khăn. Chúng ta đã liên tiếp 2 năm không giành được giải vàng. Nếu như năm nay vẫn không lấy được sẽ bị tuột hạng. Đó là tổn thất mang tính hủy diệt đối với chúng ta. Nghiêm trọng tới vậy sao? Vậy chúng ta phải cố gắng nhiều hơn. Mọi người cố lên! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Cố lên, cố lên. Ngày mai em nói với mọi người, chúng ta không tìm người đánh giá giải vàng nữa. Tại sao? Anh nghĩ kỹ rồi. Công việc của chúng ta chính là phục vụ khách hàng cho tốt, khiến họ thoải mái, cho dù đến khách sạn ở hay tham quan. Chúng ta đều phải phục vụ với thái độ tốt nhất. Người đánh giá khách sạn có tới hay không cũng thế. Việc này vốn không quan trọng. Quan trọng nhất chính là mỗi một vị khách đều là người đánh giá của khách sạn chúng ta. Đánh giá của họ đối với ta, yêu cầu với chúng ta, chúng ta đều phải cố hết sức đáp ứng cho họ. Nếu làm được như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng lấy được giải vàng. Sao nhìn anh như vậy chứ? Em cảm thấy anh rất đáng yêu. Yêu anh chết mất. Sến súa. Người chị em này của em có muốn đắp một miếng mặt nạ Xiaomi Hu dưỡng ngắm siêu cấp không? Anh cũng đừng tạo áp được công việc lớn như vậy. Anh cần phải thả lỏng. Ai là chị em của em chứ? Không không không, anh không phải người chị em của em. Anh là bạn trai nhỏ của em. Được thôi, lát nữa để em phục vụ anh, đắp mặt nạ cho anh. Tại sao đột nhiên cảm thấy có chút hồi hộp nhỉ? Nào nào, hai đứa nhìn xem. Chỗ này thế nào? Chỗ này đẹp quá, thật sự rất đẹp đó, chủ tịch. Hai đứa đoán xem, chỗ này để làm gì? Nơi bạch xà tu luyện, anh nghiêm túc đi. Cháu đoán chỗ này là nơi hẹn hò lần đầu tiên của chủ tịch và phu nhân. Đoán lại đi, nơi đặt khách sạn mới, quê nhà của chủ tịch. Đây chính là nơi an nghỉ của chú. Bố, bố đang nói cái gì vậy? Đây là sổ đỏ, con và mẹ con mỗi người một sổ, đã thanh toán đầy đủ, con đưa cái lớn hơn cho mẹ con, túi sách của bà ấy nhiều, không có chỗ để. Bố, bố đang nói cái gì vậy? Còn có cái này, đây là kho bạc nhỏ của bố.
Mới tích góp được 2 năm, chắc không được bao nhiêu tiền. Giống dĩ có cái nào mẹ con tìm được cái đó. Chỉ có cái này trụ được lâu nhất. Coi như bao lì xì bố tặng các con. Khi hai đứa kết hôn, bố. Mấy cái này là quá đơn của mẹ con. Thôi thôi, không đưa cho con. Chìa khóa két sắt để giấy tờ nhà đất của khách sạn. Từ nay khách sạn sẽ giao cho con. Bố, bố nói những lời này làm cái gì thế? Suối nước nóng ngày càng kém đi. Mỗi ngày bố đều phải nói chuyện với nó. Nó và bố đã ở bên nhau rất lâu rồi. Sức khỏe của bố cũng không ổn rồi. Chắc chắn không chịu được bao lâu nữa. Sau này hãy đem tro cốt của bố rải ở chỗ này đi. Bố, bố có nguyện vọng gì thì cứ nói ra với con này. Con thực hiện giúp bố. Nếu thực sự không được thì chúng ta tới bệnh viện. Vẫn còn nhiều thời gian mà. Bố vốn muốn giao một khách sạn đàng hoàng cho con, giúp con lập nghiệp. Nhưng bây giờ sợ rằng không làm được. Cho nên nguyện vọng cuối cùng của bố chính là muốn thấy con tổ chức hôn lễ ở khách sạn. Ít nhất con lập gia đình rồi, bố cũng yên lòng mà nhắm mắt. Bố, bố đừng nói vậy mà. Con, sao vậy? Nguyện vọng cuối đời này của bố cũng không thể đáp ứng cho bố được sao? Việc này, việc này còn phải xem ý của Nhạc Nhiên. Dù sau đây cũng coi là cầu hôn trá hình, cầu hôn thì phải nghiêm túc một chút. Bố lại chọn ở mộ của bố. Việc này thật sự không thích hợp. Nơi phong thủy tốt sẽ làm chứng cho hai con. Lập lời thề trang trọng nhất. Cho dù bố không còn nữa cũng có thể mỉm cười dưới suối vàng mà. Nhạc Nhiên, cháu có bằng lòng không? Cháu, cháu theo anh ấy. Thế là phải rồi con trai. Con có hy vọng rồi. Bố, việc này không thể vội vàng được. Con còn có kế hoạch của mình. Con chính là quá cứng nhắc. Thật là. Mọi người bình tĩnh lại đã. Chúng tôi nhất định sẽ giải quyết. Mọi người bình tĩnh lại. Xin mọi người bình tĩnh lại chút được không? Chúng tôi nhất định sẽ tìm cách. Chủ tịch Tạ Tổng, sao người không nghe điện thoại thế? Xảy ra chuyện gì thế? Suối nước nóng không ổn rồi. Trả lại tiền đây. Nước của các người có vấn đề. Suối nước nóng. Bố, suối nước nóng. Suối nước nóng của bố. Đầu tiên khách nghe thấy tiếng động lạ. Sau đó nước đột nhiên chảy rết đi. Có phải nồi hơi có vấn đề rồi không? Nồi hơi hoạt động bình thường, chỉ là không lấy nước được nữa. Tôi đã gọi người tới kiểm tra rồi. Nghiêm trọng nhất không phải chuyện này. Sau khi có một vị khách nổi mẩn, mọi người đều nói suối nước nóng. Tránh ra, ngứa quá. Lại thêm một người nữa. Bây giờ mọi người đều hoảng sợ, không ai dám xuống bể tắm nữa. Đi mau lên. Anh bình tĩnh đã. Nghe tôi từ từ giải thích. Nghe tôi từ từ giải thích. Đừng kích động. Ông Lý, đừng đánh nhau nữa. Sao anh lại tới đây? Đừng kích động, đừng kích động. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tạ Tổng, mau đi xem thử. Không sao chứ, không sao. Để gói cho tôi, mau đi xử lý đi. Mọi người bình tĩnh lại đã. Xin hãy bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại nào. Chủ tịch Tạ, thế nào? Từ nước đến nồi hơi và đường ống, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra toàn diện. Nước chắc chắn không có độc. Nhưng nước suối ngừng chảy là điều chắc chắn. Ngừng chảy sao? Chủ tịch Tạ, chủ tịch Tạ, chủ tịch Tạ, chủ tịch Tạ, ông sao vậy? Chủ tịch Tạ, ông nên nghỉ ngơi nhiều vào. Bác sĩ, nếu tôi không thuốc nào cứu được thì tôi chọn từ bỏ điều trị. Bố, đừng nên phí tiền lên người bố làm gì. Ông nghỉ ngơi cho tốt nhé. Từ từ sẽ khỏe lại thôi. Chủ tịch,
chú là người tốt, sẽ được trời giúp. Đợi chú xuất viện, sức khỏe tốt rồi, suối nước nóng nhất định sẽ có nước chảy tiếp. Chú phải có lòng tin. Có lúc lòng tin không thay đổi được thực tế. Chú cứ yên tâm, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Chủ tịch, chủ tịch, Ma Tổng, Ma Tổng, nào nào, sức khỏe đỡ hơn chưa? Mời ngồi, chú là người đầu tư sau khi Bạch Linh Lung đi. Chào chú, mời chú ngồi. Ma Tổng, mời ngồi. Khá hơn chưa? Tôi không sao. Không sao thì tôi yên tâm rồi. Vậy đúng lúc chúng ta có thể bàn việc chính. Chủ tịch à, có lẽ chúng tôi phải rút vốn thôi. Nhạc Nhiên, cháu ra ngoài trước đi. Hai người cứ trò chuyện ạ. Về cơ bản, sức khỏe của bố anh vẫn rất tốt. Ngất xỉu là do tâm trạng nhất thời quá kích động. Tuổi tác đã cao, có hiện tượng như vậy cũng là tương đối bình thường. Anh cũng đừng quá lo. Vậy ông ấy, anh muốn nói vấn đề tiết niệu sao? Đúng vậy, đây cũng là điều tôi muốn nhấn mạnh với anh. Thực ra cơ quan chức năng này của ông ấy đều bình thường. Vấn đề là ở tâm trạng của ông ấy. Nói cách khác, ông ấy chỉ mắc bệnh tâm lý mới dẫn tới phản ứng sinh lý. Có người rõ ràng có phản ứng với ánh sáng nhưng lại nói mình bị mù. Cũng có người nói mình mắc bệnh ung thư, bệnh động kinh. Tất cả đều là nguyên nhân này. Hình như tôi đã biết nguyên nhân gây bệnh của ông ấy ở đâu rồi. Tôi khuyên ông ấy nên đi điều trị tâm lý hoặc là tâm thần. Bởi vì loại tổn thương này về chức năng sinh lý của người mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng hơn so với người chỉ mắc bệnh sinh lý nhiều. Nếu như không chữa trị kịp thời, e rằng hậu quả khó mà tưởng tượng. Nếu bố anh cứ tiếp tục tình trạng này, rất có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cảm ơn bác sĩ. Đến rồi, em đừng vội, từ từ nói. Người đầu tư tới rồi, anh mau đi với em. Được, mau mau. Cho tôi thêm một tháng nữa. Nửa tháng nữa. Chỉ cần cho chúng tôi thêm nửa tháng nữa, chắc chắn chúng tôi sẽ có cách. Tôi cũng rất muốn giúp ông chủ tịch. Suối nước nóng đã cạn thì không cách nào trả lại được đâu. Số tiền này của tôi đâu phải tự nhiên mà có. Tôi cũng cần chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị. Bây giờ tôi rút vốn, có thể các ông phải gánh món nợ lớn, hoặc chỉ có thể đem khách sạn thế chấp cho ngân hàng. Người của ngân hàng ông cũng biết đấy, bọn họ chỉ nhận tiền. CAD có thể sẽ bị dẹp, chẳng còn lại gì nữa. Không thể dẹp. Không ai được dẹp khách sạn của tôi. Nếu như tôi bán khách sạn cho ông thì sao? Khách sạn là tính mạng của ông. Không phải ông nói thà để nó chôn vùi dưới đất cũng không để nó thay tên đổi họ sao? Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ tìm cách giữ lại khách sạn. Nhưng nếu thật sự không cầm cự được, tôi sẽ bán cho ông. Ông phải kinh doanh cho tốt. Nó thuộc về tôi hay không không còn quan trọng nữa. Chỉ cần nó vẫn còn tồn tại là được. Nếu ông bằng lòng thì đây chính là lựa chọn tốt nhất. Ông vẫn còn sáng suốt đấy. Vậy ông mang nó đi đi. 1/5 thỏa thuận khi trước, không vấn đề gì chứ. Ông nói cái gì? Khách sạn của ông cũng kinh doanh chỉ mỗi suối nước nóng. Bây giờ nước cũng cạn rồi, đương nhiên không thể bán với giá cũ. Ông chỉ chờ tới ngày này thôi đúng không? Ông đang đục nước béo cò đấy. Ông để lại khách sạn cho tôi. Dù sao cũng ra đi nguyên vẹn, lấy ít tiền phát cho nhân viên, coi như tiền lương, chẳng phải rất tốt sao? Chủ tịch, chủ tịch, bố, ông ra ngoài cho tôi. Ở đây chúng tôi không quan nên ông. Đây là cơ hội cuối cùng của ông đấy. Ông cứ nghĩ cho kỹ đi. Đi đi. Chủ tịch. Cùng đường rồi. Ba phần tư khách hàng đã bỏ đi rồi.
có giữ thế nào cũng không được. Nhưng chúng ta phải lấy lại tinh thần, không thể ủ rũ cúi đầu. Bởi vì khách sạn vẫn chưa đóng cửa, chúng ta vẫn còn có hy vọng, đúng không? Nhạc Nhiên, nếu như anh chưa từng xuất hiện, em sẽ ở bên ai? Sao anh lại hỏi như vậy chứ? Ý anh là nếu như anh chưa từng xuất hiện, ai sẽ là bạn trai của em? Em không biết, chắc là không có. A Huy, A Bang không phải đối xử với em rất tốt sao? Có sao? Sao em không thấy chứ? Có gì ngon đều để lại cho em. Đó là vì họ biết em rất tham ăn. Vậy em sẽ thích bọn họ chứ? Anh sao vậy? Hỏi những câu khó hiểu như vậy chứ? Vậy David thì sao? Nếu như không có anh, em sẽ ở cạnh anh ta chứ? Sao anh lại giống chủ tịch thế? Cứ như đang dặn dò việc gì sau này vậy? Anh chỉ hỏi xem thế nào thôi. Em nói rõ cho anh biết nhé. Ngoài anh ra, em không chọn ai cả. Có phải anh vì chuyện bên hồ chưa có kết quả, cho nên anh đang ép em đồng ý lời cầu hôn của anh đúng không? Nếu anh là em, anh sẽ để lại cho mình một đường lui. Em không phải loại người như vậy. Em chỉ thích nhắm mắt tiến về phía trước, tuyệt đối không để lại cho mình đường lui. Có phải anh có đường lui không? Không có. Anh chỉ đùa thôi. Giờ là lúc nào rồi mà anh còn đùa được? Chúng ta tới bộ phận xuống nước nóng đi, xem Đoàn Kiếm bị thương thế nào. Được. Nào, tôi sẽ nhẹ nhàng, cô thổi giúp tôi. Vừa thổi vừa bôi. Đám người này hung hãn quá, đánh anh ra nông nổi này. Đùa đấy à? Tại hạ dịp dấn của phái Vịnh Xuân, tôi mà ra tay thì mới tệ đó. Bọn họ sẽ phải vào thẳng phòng chăm sóc đặc biệt. Được rồi, được rồi. Dịp dấn không dùng võ con rùa này của anh đâu. Tôi không muốn chấp nhặt với họ thôi. Với tư cách là người của khách sạn, phải luôn ghi nhớ đạo đức nghề nghiệp. Bằng không sao tôi có thể bị đám nhãi nhép kia đánh méo mặt chứ? Méo mặt rồi sao? Tôi cảm thấy bây giờ anh dễ nhìn hơn trước đây nhiều. Tôi bôi thêm thuốc cho anh nhé. Thật sao? Tôi đi làm việc đây. Không sao, cứ ở lại đi. Quầy lễ tân tạm thời không cần nhiều người. Sao anh bị thương nặng thế? Nam tử hán đại trượng phu, vết thương nhỏ này có đáng gì? Vậy bên suối nước nóng có tin tức gì không? Tạ tổng, bây giờ khách hàng đều đi cả rồi, vật tư phải làm sao đây? Đồ đặt gì? Rất nhiều đấy. Sau lễ hội suối nước nóng, phòng đều đặt kín, nên bộ phận suối nước nóng bổ sung rất nhiều vật tư như các loại hương đốt, tinh dầu. Không chỉ bộ phận suối nước nóng, bộ phận buồng phòng, bộ phận ẩm thực cũng vậy. Nhưng bây giờ khách đều đi cả rồi, vật tư không trả lại được. Hơn nữa nhóm khách tiếp theo không biết khi nào sẽ tới. Việc này có khó gì? Nếu đây là vật tư cho người dùng, nếu khách không dùng nữa thì nhân viên chúng ta sẽ dùng. Nhưng lúc này còn đang rảnh rỗi, phải chiêu đãi mọi người một phen. Trước giờ luôn bảo mọi người cố gắng làm việc, trước giờ chưa có cơ hội để mọi người thật sự trở thành chủ nhân của khách sạn. Vừa hay giờ đang rảnh, mọi người cứ thông thả hưởng thụ, phục vụ những khách hàng chưa bỏ đi thật tốt trong ca làm việc cuối cùng. 15-15 hết rồi. 15-15-10. 15-15-15-20. Nào nào, uống đi. Giỏi vậy sao? Đoàn Kiếm giỏi thật đấy. Anh ấy sao? Vui thật. Còn ai nữa? Còn ai nữa? Để xem khả năng của cậu tới đâu. Đại Hải ra tay rồi. Đại Hải ra tay rồi. Đại Hải tung hoành khắp nơi. Đại Hải, Đại Hải. 15-15 hết rồi. Hết rồi. 15-15-15-20. Đại Hải, Đại Hải. 15-15-20. 15. Giỏi quá, uống đi. Được, được, được. Tôi uống, tôi uống. Đúng đó. Có ổn không đấy? Đại Hải đúng là Đại Hải. Nào có chuyện thắng suốt chứ. Đến rồi, đến rồi. Món cuối tôm hấp. Đủ rồi. Nào, tôi nói trước nhé. Hôm nay mọi người được ăn ngon thế này, uống cũng nhiều rồi. Vậy chúng ta cảm ơn Tạ tổng đi. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng nào. Nào nào. Nào, cảm ơn sếp. Cảm ơn sếp. Nếu không có Tạ tổng, tôi làm gì có cơ hội ăn cơm ở phòng này. Xin mời anh một ly.
Cảm ơn mọi người. Nào, mời Tạ Tổng. Cảm ơn Tạ Tổng. Anh uống ít thôi, anh dị ứng rượu mà. Không sao. Làm gì vậy? Tình cảm quá, ngọt ngào quá đi. Được rồi, được rồi. Hay tôi pha đủ không cồn cho mọi người nhé. Tạ Tổng đang ở đây mà, chúng ta không thể phục vụ chậm trễ được, đúng không? Vậy thì không được, phải uống hết đi này mới được chứ. Tôi uống, tôi uống, tôi uống. Nào nào. Một đám người. Ra vẻ cái gì thế?